Hello thầy Sơn, thầy Sơn khỏe không? Bây giờ mới dạy xong rồi thầy Sơn, bây giờ là 9:21 rồi, mới dạy xong, mới tắm rửa xong, chưa ăn tối gì hết, vất vả chút nhưng mà vui. Sorry thầy Sơn vì không lên được nên nên cái kịch bản này sẽ chia sẻ với thầy Sơn luôn. Đây là một kịch bản mà mình cảm thấy nó có một cái phần chuyển cảnh rất là hay. Thì chia sẻ với các thầy Sơn cái cách mà mình có thể làm cái câu chuyện video tôi là ai. Câu chuyện nó như thế này ha thầy Sơn, nó mộc mạc thôi, đơn giản thôi. Đại khái là sẽ có một cái phần, hai phân đoạn. Cái phân đoạn đầu đó nghĩa là mình sẽ cần cái người đó giới thiệu tôi là ai và tên đầy đủ là gì, tôi từng học cái gì, tức là học đại học nào và học cao đẳng nào, chuyên ngành gì. Sau khi học xong thì người đó có làm cái công việc mà mình học ở đại học hay cao đẳng hay không, sau đó thì làm bao nhiêu năm, làm bao nhiêu năm đó thì đến sau khoảng thời gian đó sẽ có một cái bước ngoặt. Cái bước ngoặt đó là một cái bước ngoặt chuyển đổi cho người đó làm một cái công việc mới, đó là công việc kinh doanh online hoặc bán hoặc làm cái gì đó vân vân. Thì cái việc mà chuyển sang cái bước ngoặt mới nó cho một ý nghĩa, đó là người đó tìm thấy một cái lẽ sống hay là một cái niềm đam mê trong cái công việc mới mà khiến người đó họ gắn bó và họ tìm cách để làm được cái mà mình mơ ước tới, mình thích nó. Thì nó làm cho cái người đó cảm thấy là mình vui hơn, hạnh phúc hơn khi được cống hiến và làm đúng cái ngành nghề sở thích của mình. Và sau cái phần đó thì sẽ có một cái call to action là kêu gọi ai đó, nếu đang xem video clip này thích thì hãy kết bạn với họ qua Facebook hoặc qua số điện thoại để cho cái việc kết nối đó họ tìm đúng cái khách hàng tiềm năng, đối tượng hoặc tìm đúng cái người có chung ngành nghề, và như vậy thì sẽ có một cái sự tương tác tốt trong cái giai đoạn, trong cái video clip đầu tiên. Thì sau cái video clip đầu tiên này thì cái người mà họ kinh doanh online á, giả sử người đó là mình kinh doanh online có nhiều dòng sản phẩm, thì video clip đầu tiên có thể đặt tên đó là tôi là ai. Thì có thể dùng cái video clip này để chạy quảng cáo nhỏ thôi, ngắn thôi, hoặc chia sẻ trên cộng đồng, trên fanpage và trên Zalo hay gì đó. Tiếp theo sẽ có những cái chuỗi video clip ngắn hạn được gọi là video clip fail. Video fail này ví dụ người đó bán một dòng sản phẩm mới thì làm video clip mới này để giới thiệu. Trong video clip thứ hai này tôi sẽ giới thiệu cho bạn thấy một cái sản phẩm mới mà tôi vừa mới thực hiện, hay là một cái sản phẩm mới mà công ty chúng tôi vừa mới ra lò. Thì tôi sẽ cho thấy các bạn cái tiện ích, lợi ích và giá trị sử dụng của nó tốt như thế nào mà để cho tôi giới thiệu cho bạn. Thì sau cái video clip này thì cái việc bán hàng sẽ xảy ra. Thì clip thứ hai mà giới thiệu sản phẩm mới này nó phải có tính chất là cho tặng hoặc giảm hoặc miễn phí. Thì nó giống như một cái video clip tầng 2. Rồi tiếp tục như vậy, nếu có những sản phẩm mới thì cái người đó cũng xuất hiện trong một cái sản phẩm mới với cái món sản phẩm, giá trị sản phẩm, và tiếp tục làm video clip như vậy để bán. Thì mỗi lần làm xong như vậy mình có thể dùng cái phần mềm video Filmora của Đức để mình thêm chữ chỉnh sửa để kêu gọi call to action để chạy quảng cáo. Có như vậy thì mình mới tăng được cái lượt reach. Nếu mà chạy một cái video nhiều lần giảm được click thì chúng ta nên làm thêm 2-3 cái video click như thế. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái gửi cho thầy Sơn cái kịch bản, mình sẽ làm cho thầy Sơn xem để cho thầy Sơn có thể phân tích mổ xẻ sáng tạo gì thêm nha. Rồi kết thúc cái video clip này, mình bắt đầu làm video clip thứ hai.